Huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu tiết lộ về căn bệnh, hai lần phải nhập viện. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang trải qua kỳ nghỉ ở Hàn Quốc. Tại đây, ông đã xuất hiện trong chương trình You Quit của đài TVN. Chiến lược gia tới từ xứ Kim Chi lần đầu tiết lộ về căn bệnh rối loạn hoảng sợ của mình. Ông chia sẻ, các triệu chứng đã xuất hiện, tôi không biết rằng mình đã mắc căn bệnh rối loạn hoảng sợ, mà chỉ nghĩ cơ thể của mình không ổn. Tuy nhiên, sau khi đi khám, tôi mới phát hiện căn bệnh này. Hiện tại, tôi vẫn đang dùng thuốc, đó là hệ quả của sự căng thẳng. Trong thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Sangyu Sangmu, tôi đã hai lần phải nhập viện. Tôi cảm thấy khó thở và sợ rằng mình không thể qua khỏi. Cơn hoảng sợ ập đến mà tôi không thể kiểm soát được nó. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn hoảng sợ. Giả sử được làm lại thì tôi sẽ không chọn công việc huấn luyện viên nữa. Tôi đã trải nghiệm sự khó khăn trong cả vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Huấn luyện viên Park cũng từ chối nhận sự vinh danh dù đã thành công rực rỡ ở Việt Nam. Ông nói, tôi không phải người hùng, tôi chỉ làm công việc của huấn luyện viên bóng đá. Huấn luyện viên Park thừa nhận đã phải thay đổi nhiều khi sang làm việc ở Việt Nam, khi phải thích nghi với văn hóa. Trong đó, ông thừa nhận đã phải thay đổi phương pháp tập luyện để phù hợp với lối sống ở Việt Nam. Ông chia sẻ, ở Việt Nam họ nói rằng bạn phải ăn trưa và đi ngủ. Đó là lý do tại sao tôi cũng phải đi ngủ sau bữa ăn. Điều đó dẫn tới việc tôi phải thay đổi phương pháp tập luyện. Ngoài ra, tên của cầu thủ Việt Nam rất khó nhớ. Huấn luyện viên Park từ chối chia sẻ về thu nhập ở Việt Nam, nhưng ông cũng hé lộ rằng đã nhận được mức đãi ngộ tốt nhất lịch sử sau khi gia hạn hợp đồng vào năm 2019. Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận vợ là người đã tạo động lực để ông tới Việt Nam làm việc. Vợ tôi nói rằng anh không muốn làm việc ở nước ngoài nữa sao? Đây là cơ hội cuối cùng của anh, huấn luyện viên Park chia sẻ.